Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, trong giai đoạn thứ nhất thì đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào bảng loại thứ hai trên cương vị đó là chúng ta có được vị trí nhất bảng F. Và theo kết quả bốc thăm thì ở giai đoạn vòng loại thứ hai, đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm tại bảng A cùng các đối thủ đó là Australia, Iran và Liban. Trong đó thì bảng B gồm có 4 cái tên đó là Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa. Và trong cuộc họp báo vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6, huấn luyện trưởng Akira Niji của đội tuyển U20 nữ Việt Nam có chia sẻ như thế này: "Chúng tôi đã tìm hiểu về đội tuyển U20 nữ Iran và biết đây là đội bóng có một kỹ thuật cá nhân cực tốt. Họ cũng sở hữu một nền tảng thể lực và một tư duy thật tốt. Chúng tôi cũng chuẩn bị kỹ càng cho từng trận đấu và cũng chưa thể nói được bất cứ điều gì khi mà trận đấu cuối cùng lại gặp đội tuyển U20 nữ Australia vào lúc này." Trong khi đó thì đội trưởng của đội tuyển U20 nữ Việt Nam, hậu vệ rất xinh đẹp đó là Lê Thị Bảo Trâm thì có chia sẻ rằng: "Ở vòng loại thứ nhất thì các đối thủ không mạnh hơn đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Thế nhưng đội tuyển U20 nữ Iran ở vòng loại thứ hai là một đối thủ rất khó chơi. Tôi và toàn đội sẽ cố gắng giành được 3 điểm ở trong trận đấu ngày ra quân. Việc được đối đầu với các đội bóng lớn hàng đầu ở châu lục đó là cơ hội tốt để cho tôi và đồng đội có thể thể hiện được năng lực của mình. Và đối thủ trong ngày ra quân của đội tuyển U20 nữ Việt Nam đó là đội tuyển U20 Iran. Đội bóng đến từ Tây Á đang rất nỗ lực để có được thành tích tốt trước đội chủ nhà. Và về phần đội tuyển U20 Iran, huấn luyện viên Morgan Rahan có cho biết như thế này: "Sau vòng loại đầu tiên thì chúng tôi đã cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ hai. Chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên trước đội tuyển U20 nữ Việt Nam." Còn về phần mình thì đội trưởng của đội tuyển U20 nữ Iran đó là Moharaset Rofi có đánh giá rằng: "Mọi trận đấu đều rất quan trọng và tôi sẽ cố gắng hết mình, hết khả năng ở trong trận đấu đầu tiên của mùa giải. Gặp đội tuyển U20 nữ Việt Nam là một trận đấu rất khó khăn, thế nhưng tôi hy vọng rằng nó sẽ có được kết quả tốt nhất. Có sự khác biệt ở vòng loại thứ hai. Việc tập luyện ở Việt Nam và Iran thì cũng là khác nhau. Chúng tôi vẫn đang cố gắng để kiểm soát và thích nghi với điều này. Chúng tôi cũng đã có phương án để khắc phục những khó khăn." Và trận đấu còn lại của ngày 3 tháng 6 ngày mai cũng là cuộc đọ sức giữa đội tuyển U20 nữ Liban và đội tuyển U20 nữ Australia. Huấn luyện trưởng của đội tuyển U20 nữ Liban đó là Roland Hagan có chia sẻ rằng: "Chúng tôi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng sẽ cố gắng hết mình cho trận đấu này. Đội tuyển U20 nữ Liban sẽ thể hiện tốt nhất những gì mình có." Trong khi đó thì đội trưởng của đội tuyển U20 nữ Liban đó là Amina Kerema có lạc quan chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ rằng thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay không quan trọng đâu. Chúng tôi đến đây là thể hiện khả năng của mình. Tôi muốn mình cùng đồng đội sẽ thi đấu thật tốt ở trận đấu đầu tiên và toàn đội có thể sẽ lại làm được." Các đối thủ cũng đều rất mạnh và đặc biệt đó là đội tuyển U20 Việt Nam họ có được lợi thế đó là sân nhà. Thế nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Và được đánh giá là đội bóng có một trình độ cao nhất ở bảng đấu này, thì huấn luyện trưởng của đội tuyển nữ U20 Australia Bailey có tự tin tuyên bố rằng: "Chúng tôi đến đây để thể hiện bản thân và cảm thấy rất hào hứng để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Sự chuẩn bị trước một giải đấu là rất quan trọng cho nên chúng tôi đã đến sớm hơn trước 6 ngày để làm quen với điều kiện ở đây. PFF có điều kiện cơ sở vật chất thực sự tuyệt vời. Điều đó giúp đội dễ dàng thích nghi và có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này. Ở mùa giải U18 Đông Nam Á thì chúng tôi cũng đã từng gặp Việt Nam rồi. Thế nhưng đó là trận đấu diễn ra cách đây đã 12 tháng. Hiện tại thì chúng tôi đang có sự bổ sung một số gương mặt mới. Còn với Việt Nam thì mọi trận đấu cũng đều là thử thách cả. Họ là đối thủ rất đẳng cấp. Thế nhưng ở giải đấu này thì chúng tôi đặt ra mục tiêu cho từng trận đấu một và trước mắt là phải thi đấu tốt ở trong trận đấu đầu tiên. Sau đó thì chúng tôi mới nghĩ đến trận đấu thứ hai." Còn đội trưởng của đội tuyển U20 nữ Australia đó là Resi Kalas có cho biết rằng: "Tôi nghĩ rằng là đến với mọi giải đấu thì mục tiêu cũng đều là giành chiến thắng và đi tiếp cả mà thôi. Với U20 nữ Việt Nam thì tôi không muốn nói về những cầu thủ cụ thể nào. Thế nhưng đây là một đội bóng vô cùng chất lượng. Còn hiện tại điều quan tâm lớn nhất của tôi là trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển U20 nữ Liban. Và theo lịch thi đấu thì đội chủ nhà U20 nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ đó là U20 nữ Iran, U20 nữ Liban và U20 nữ Australia lần lượt vào các ngày đó là mùng 3 tháng 6, mùng 5 tháng 6 và mùng 7 tháng 6 với một khung giờ rất đẹp đó là 19 giờ. Các trận đấu diễn ra trên sân động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và có một điều đặc biệt đó là ban tổ chức sẽ miễn phí vé tất cả cho các cổ động viên bóng đá Việt Nam được vào sân
để thuận lợi hơn trong cái việc là cổ vũ, theo dõi và đồng hành cùng đội tuyển U20 Việt Nam ở giải đấu lần này. Bên cạnh đó thì tất cả các trận đấu tại bảng Nga cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VFF Channel và fanpage của VFF. Vì vậy mà chúng ta, các cổ động viên bóng đá Việt Nam hoàn toàn sẽ có được cơ hội để xem và chứng kiến những cô gái của tuyển U20 nữ Việt Nam thi đấu ở giải đấu lần này. Đó là những cô gái còn rất trẻ, rất xinh đẹp và đặc biệt, đương nhiên là vô cùng tài năng. Và nói về các đối thủ sắp tới của U20 Việt Nam thì vào chiều ngày 1 tháng 6 vừa qua, hai đội bóng đá nữ đó là U20 Iran và U20 Liban thì cũng đã đều đến thành phố Việt Trì Phú Thọ để tham dự vòng loại thứ hai giải bóng đá U20 nữ châu Á 2024. Mặc dù vừa trải qua một chặng bay rất dài và phải nối chuyến ở Qatar và Dubai trước khi đến Việt Nam, thì toàn bộ ban huấn luyện và những cầu thủ của các hai đội đều duy trì được một cái nền tảng thể trạng vô cùng tốt khi mà đến với Phú Thọ. Ở vòng loại thứ nhất diễn ra tại Jordan và Bangladesh thì cả hai đội tuyển này đều thể hiện được sức mạnh vượt trội trước các đối thủ để giành được vị trí nhất bảng D và nhất bảng H, qua đó góp mặt tại vòng loại thứ hai. Và đây cũng là hai đối thủ mà U20 Việt Nam sẽ chạm trán với những ý nghĩa quan trọng để quyết định cho một trong hai tấm vé sẽ đi tiếp ở bảng Nga. Và trong chiều ngày 1 tháng 6 vừa qua thì đội tuyển ở U20 nữ Australia cũng đã có khoảng 20 phút đi bộ để làm quen trên sân Việt Trì trước khi bước vào tập đầu tiên ở trên sân tập khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Các học trò của huấn luyện viên Bailey đã cho thấy được những kỹ năng chơi bóng cực kỳ ấn tượng, rất nổi bật và thậm chí cũng đã có rất nhiều những cầu thủ cao trên 1m80. Đội bóng này sẽ gặp U20 Liban trong trận đấu sớm diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 3 tháng 6 tới đây. Bước vào giải đấu này thì đội tuyển U20 nữ Việt Nam cũng đang sở hữu rất nhiều những cái tên đáng chú ý như là Tạ Thị Thủy, Ngọc Minh Chuyên, Trần Nhật Lan, Lê Thị Bảo Trâm và thủ môn Danh Thị Kiều My. Trong đó thì Ngọc Minh Chuyên, Trần Nhật Lan là những cái tên nổi bật trên mặt sân tấn công của đội tuyển U20 Việt Nam. Và chúng ta thì cũng đã có rất nhiều bàn thắng và đã thể hiện được cái đẳng cấp của mình ở vòng loại thứ nhất. Và có một điều đặc biệt đó là Minh Chuyên chính là cầu thủ vua phá lưới ở U18 AFF Cup 2022 với 6 bàn thắng và về ngôi Á quân khi mà chúng ta thua 0-2 trước đội tuyển U18 Úc. Với những gì đã thể hiện thì những cầu thủ như là Minh Chuyên được kỳ vọng rằng sẽ tiếp tục bùng nổ để cho chúng ta đội tuyển U20 nữ Việt Nam thành công tại vòng loại thứ hai nữ Asian Cup 2024. Hiện nay thì đối thủ nặng ký nhất của U20 Việt Nam có lẽ rằng đương nhiên đó là U20 nữ Úc thôi. Đây sẽ là màn tài đấu đầy duyên nợ với đội tuyển trẻ xứ sở chuột túi, và các cô gái Việt Nam của chúng ta trước đó thì đã thất bại trước họ với tỷ số 0-2 ở chung kết U18 AFF Cup 2022. Vòng loại thứ nhất U20 Asian Cup 2024 thì Úc đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng C với 2 trận toàn thắng trước Kyrgyzstan và Guam, ghi tới tận 20 bàn. Đội tuyển U20 nữ Úc đã có 8 lần liên tục vào đến vòng chung kết và thành tích tốt nhất của họ đó là hạng 3 ở mùa giải 2006. Vòng loại thứ hai thì các đội sẽ đối đầu với thể thức vòng tròn một lượt. 4 đội đứng đầu của hai bảng sẽ vào vòng chung kết. 3 bảng đấu còn lại sẽ là màn tranh chấp giữa Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa. Vì vậy hy vọng rằng đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ xuất sắc có được vị trí nhất bảng hoặc là có được vị trí nhì bảng để chúng ta sẽ thành công ở giải đấu lần này. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về đội tuyển U20 nữ Việt Nam và những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tuyển Bóng Đá một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuyển Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.